Quang Thịnh Thủy, trường tiểu học Trần Văn Thọ đạt giải 3. Xin mời vận động viên trường tiểu học Trần Văn Thọ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vi Văn Lưu, trưởng ban tổ chức giải, lên trao phần thưởng cho các vận động viên nữ đạt giải ở nội dung môn bắn đỏ. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời lên sân khấu các đôi vận động viên nội dung đôi nam nữ bắn đỏ. Giải nhất thuộc về đôi vận động viên vừa An Nhờ vừa Thị Lấy Phản Lập Phố 1. Giải nhì thuộc về đôi vận động viên Lò Văn Dâm Hoàng Thị Trang Bản Vườn Nhé Mới. Giải ba thuộc về đôi vận động viên Lò Văn Tâm Tống Thị Dung Bản Vườn Nhé. Xin mời các đôi vận động viên đạt giải ở nội dung đôi nam nữ môn bắn đỏ lên sân khấu để nhận giải thưởng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Kim Lưu, trưởng ban tổ chức giải, lên trao giải cho các đôi nam nữ đạt giải ở nội dung môn bắn đỏ. Trân trọng kính mời. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật đặc biệt để chúc mừng thành tích của các vận động viên. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Vi Văn Lưu. Tiếp theo, nội dung môn đẩy gậy. Về nội dung môn đẩy gậy, giải ba các hạng cân, ban tổ chức xin được trân trọng công bố và mời lên sân khấu nhận giải ba hạng cân 50-55 kg Thao Thị Chớ, trường trung học cơ sở Cầu Nhé. Xin mời các vận động viên lên sân khấu. Giải ba nội dung 60-65 kg Lù Thị Lan vừa ra giấy tổ dân cư số 3 và bản Lập Phố 4. Giải ba ở hạng cân 65-70 kg Chu Thị Phen bản Kinh Cam, Giàng A Ánh bản Hội Cọ. Giải ba nội dung hạng cân 70-75 kg Tiêu Thị Chính bản Lạp Bán. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lò Thị Nhâm lên trao giải cho các hạng cân đạt giải ba môn đẩy gậy. Giải nhì của các hạng cân môn đẩy gậy. Giải nhì hạng cân 50-55 kg Hoàng Lé Tứ bản Lập Phố 1, Giàng A Năm trường trung học cơ sở Mường Nhé. Giải nhì hạng cân 55-60 kg Lương Văn Hùng bản Kinh Cam. Giải nhì hạng 60-65 kg Cứ Thị Xua trường trung học cơ sở Mường Nhé, Giàng A Câu bản Hồi Cọ. Giải nhì hạng cân 65-70 kg Chu Thị Phong bản Vườn Nhé Mới, Hờ A Chua bản Lập Phố 4. Giải nhì hạng cân 70-75 kg Vũ Tiến Hoàng tổ đội cư số 3. Xin mời các vận động viên lên sân khấu để nhận giải thưởng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lò Thị Nhâm, phó chủ tịch ủy ban nhân xã, phó trưởng ban tổ chức giải lên trao giải cho các vận động viên. Thank you.
ý thức của các vận động viên ở hạng các hạng cân. Xin chân trọng cảm ơn bà Lào Thị Nhân. Tiếp theo, chúng ta vui mừng được công bố và mời lên sân khấu giải nhất các hạng cân của nội dung đẩy gậy. Xin mời lên sân khấu giải nhất hạng cân 50 đến 55 kg Nguyễn Thị Phượng, tổ dân cư số 1, Nguyễn Văn Thanh, tổ dân cư số 1. Giải nhất hạng cân 55 đến 60 kg Sùng A Hồng, trường Trung học cơ sở Cầu Nhé. Giải nhất hạng cân 60 đến 65 kg Đặng Thị Quyên, tổ dân cư số 1, Giàng Hoa Đức, trường Trung học cơ sở Cầu Nhé. Giải nhất hạng cân 65 đến 70 kg Tống Thị Xuân, tổ dân cư số 1, và Văn Trung, bản Nhân Nhé mới. Giải nhất hạng cân 70 đến 75 kg Lê Hồng Nam, tổ dân cư số 1. Xin trân trọng kính mời các vận động viên sân khấu để nhận giải thưởng. Ban tổ chức trân trọng kính mời và kính mời đồng chí Phi Văn Lưu, chủ tịch ủy ban nhân xã, trưởng ban tổ chức giải, lên trao giải nhất cho các hạng cân để đội chúng tôi giải đấu. Giải nhất bảng mười nhé. Đạt giải nhì tổ dân cư số 2. Đạt giải ba bản năm phố 2. Xin mời ba đơn vị đạt giải môn bóng chuyền xa lên vị trí danh dự để nhận giải thưởng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đào Thị Nhân, phó chủ tịch ủy ban nhân xã, nêu trao giải bóng chuyền xa cho các đội. Tiếp theo, nội dung môn bóng chuyền hơi về nội dung bóng chuyền hơi nam. Ban tổ chức vui mừng công bố giải nhất thuộc về tổ dân cư số 1, giải nhì thuộc về trường của các dân tộc bán chú cho học cơ sở Cầu Nhé, giải ba thuộc về bản Mường Nhé. Ban tổ chức xin mời đại diện các đơn vị đạt giải môn bóng chuyền hơi nam lên cuộc chơi dư để nhận giải thưởng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vi Văn Lưu, trưởng ban tổ chức giải, lên trao giải nội dung bóng chuyền hơi nam cho các đơn vị. Và xin được chúc mừng thành tích của các đơn vị đạt giải môn bóng chuyền hơi nam. Tiếp theo, nội dung môn bóng chuyền hơi nữ. Ban tổ chức vui mừng công bố giải nhất thuộc về tổ dân cư số 1, giải nhì trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Trần Văn Thọ, giải ba thuộc về tổ dân cư số 2. Xin mời đại diện của ba đơn vị đạt giải môn bóng chuyền hơi nữ lên bục danh dự để nhận giải thưởng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vi Văn Lưu, trưởng ban tổ chức giải, lên trao giải cho các đội đạt giải nội dung môn bóng chuyền hơi nữ. Xin
cảm ơn đồng chí Kim Văn Hưu. Tiếp theo là nội dung môn kéo co. Về nội dung môn kéo co nam, xin được chúc mừng thành tích của đội kéo co tổ dân khu số 3 đạt giải nhất, giải nhì thuộc về bạn Hùng Nhé Mới, giải ba thuộc về tổ dân khu số 1. Xin kính mời đại diện các đội lên sân khấu để nhận giải thưởng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Tấn Nhân, phó chủ tịch của em xã lên trao giải cho các đội đạt giải môn kéo co đội số 5. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các đội của Công an. Xin mời các vận động viên về. Tiếp theo là nội dung kéo co nữ giải nhất thuộc về tổ dân cư số 1, giải nhì thuộc về bản Trương Cam, giải ba thuộc về bản Hùng Nhé Mới. Xin mời đại diện của ba đội lên bục danh dự để nhận giải thưởng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phi Văn Lưu, trưởng ban tổ chức giải lên trao giải cho các đội. Cái này là nhà mình trao giải cho nhau đấy à? Con xin chúc mừng thành tích của các đơn vị đạt giải nội dung môn kéo co nữ. Xin chào, cảm ơn đồng chí Phi Văn Lưu. Vâng, kính thưa toàn thể đại hội, có lẽ bây giờ là thời khắc quan trọng nhất và cũng là giải thưởng quan trọng nhất. Giải thưởng này sẽ đánh dấu những mốc son chói lọi của các đơn vị cũng như sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị đã cống hiến tài năng trong suốt 3 ngày diễn ra đại hội. Sau đây ban tổ chức xin được mời lên sân khấu các đơn vị có tên. 1. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lộc Phố, đại diện đơn vị trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lộc Phố. Xin mời đại diện đoàn vận động viên bản Mường Nhé. Xin mời trưởng đoàn trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học cơ sở Mường Nhé. Xin mời trưởng đoàn tổ dân cư số 1 lên sân khấu cho cơ sở Mường Nhé ạ. Trước tiên là đề nghị toàn thể đại hội chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để được chào mừng bốn đại diện của bốn đơn vị lên sân khấu lúc này. Ban tổ chức xin mời đơn vị trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lộc Phố bước lên một bước ạ. Ban tổ chức xin vui mừng công bố giải phong cách thuộc về trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lộc Phố. Và đề nghị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng thành tích của trường tiểu học Phố. Xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Nhân sẽ lên trao giải phong cách cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lộc Phố. Trân trọng kính mời. Thì lúc đấy nó tất cả cũng được già thôi mà. Xin được mời hai đơn vị trường của dân tộc bán trú cho cơ sở Mường Nhé và bản Mường Nhé bước lên hai bước. Toàn đoàn rất là hồi hộp đúng không ạ? Không biết là đơn vị nào đạt giải gì toàn đoàn đó ạ. Toàn đoàn rất là hồi hộp. Và ngay sau đây thì ban tổ chức cũng vui rồi, mừng được công bố giải ba toàn đoàn thuộc về đoàn vận động viên bản Vương Nhé. Xin chúc mừng. Giải nhì toàn đoàn thuộc về đơn vị trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Vương Nhé. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời
đồng chí Vi Văn Yêu, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trưởng ban tổ chức giải, lên trao giải nhì và giải ba tập đoàn cho các đơn vị đạt giải. Trân trọng kính mời. Kính thưa toàn đại hội, tại đại hội chỉ cần một đơn vị duy nhất chưa được xướng tên, và chắc rằng toàn thể đại hội chúng ta cũng đã đoán được. Và chúng tôi vui mừng công bố giải nhất toàn đoàn thuộc về tổ dân cư số 1, đơn vị tổ dân cư số 1 trước đây của chúng ta. Vâng, chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay để chúc mừng thành tích của đạt giải nhất toàn đoàn của tổ dân cư số 1. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Thái Thụy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã, lên trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị tổ dân cư số 1. Xin trân trọng kính mời. Dám ạ, alo, tin chào, tin chào. Huế đứng luôn à. Xin mời đồng chí Bí thư và đồng chí đúng về vị trí để chụp tất cả các bạn ạ. À, trân trọng kính mời đồng chí Vi Văn Linh lên chụp ảnh ạ. Trong đại hội thể dục thể thao của chúng ta lần này, trân trọng cảm ơn đồng chí Hà Vũ Thái Thụy, đồng chí Vi Văn Lưu và đồng chí Hà Thị Nhân. Vừa qua vừa rồi thì ban tổ chức đã công bố và trao các giải cho các đơn vị đạt giải. Một lần nữa xin được chúc mừng các vận động viên cũng như các đoàn. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các vận động viên, trong quá trình tổ chức đại hội thể dục thể thao lần này, ban tổ chức nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, tạo điều kiện của ban tổ chức đại hội thể dục thể thao huyện Mường Nhé, sự giúp đỡ trực tiếp từ trung tâm văn hóa, truyền thanh, truyền hình huyện, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học đứng chân trên địa bàn xã, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các dân tộc xã Mường Nhé. Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức đại hội thể dục thể thao xã Mường Nhé lần thứ 3 năm 2021. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Vi Văn Thành, công chức văn phòng phụ trách thi đua khen thưởng xã, lên thông qua quyết định khen thưởng của ủy ban nhân xã. Xin trân trọng kính mời. Đại hội thể dục thể thao xã Mường Nhé lần thứ 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, căn cứ luật kilo khen thưởng ngày 25 tháng 11 năm 2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều kilo khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013, căn cứ nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều luật thi đua khen thưởng, căn cứ thông tư số 12/2019, thông tư bộ nội vụ về quy định chi tiết một số điều luật thi đua khen thưởng,
Nghị định 91 năm 2017 của Chính phủ, căn cứ thi hành số 53 KHVND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân xã về tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Mường Nhé lần thứ 3 năm 2021. Căn cứ vào điều lệ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Mường Nhé lần thứ 3 năm 2021, xét đề nghị của công chức văn hóa ban chỉ đạo ban tổ chức xã quyết định điều một khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Mường Nhé lần thứ 3 năm 2021 có danh sách kèm theo. Điều 2, thưởng bằng tiền mặt kèm theo nguồn vượt nguồn kinh phí được trích từ ngân sách phí thi đua khen thưởng của các tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Mường Nhé lần thứ 3 năm 2021. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, công chức văn hóa, kế toán, thủ ký, các thành viên trong ban chỉ đạo, ban tổ chức, các bộ, các thành viên có tên tại điều 1 chịu thi hành quyết định này. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Nghi Văn Lưu đã ký. Sau đây tôi xin công ta tên danh sách với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Mường Nhé lần thứ 3 năm 2021 kèm theo quyết định số 45 QĐUVND ngày 1 tháng 4 năm 2021 về tập thể 1. Trường phổ thông liên tục bán chú tiểu học Trường Văn Thọ. 2. Trường phổ thông liên tục bán chú trung học cơ sở Mường Nhé. Về cá nhân là gồm 8 cá nhân. 1. Đồng chí Trương Thanh, công chức tài chính kế toán. 2. Đồng chí Hồ Ái Vế, công chức cán bộ tiền lương tiền lương. 3. Đồng chí Tống Văn Nam, phó bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 4. Đồng chí Chử Hồng Tuấn, giáo viên trường phổ thông liên tục bán chú tiểu học Trường Văn Thọ. 5. Bùi Thanh Tuấn, giáo viên trường phổ thông liên tục bán chú trung học cơ sở Mường Nhé. 6. Vàng Văn Hiếu, trường giáo viên trường phổ thông liên tục bán chú trung học cơ sở Mường Nhé. 7. Đồng chí Mào Thị Trai, công chức pháp xã. 8. Đồng chí Đường Thị Hưng, công chức văn phòng công chê. Sau đây tôi xin công tác sẽ nhận cách số tập thể. 1. Trường trung học phổ thông bán chú tiểu học Trường Văn Thọ. 2. Trường trung học phổ thông liên tục bán chú trung học cơ sở Mường Nhé. 12. Tập thể chúng ta đứng lên trên phải chuẩn. Trên công chức người đồng chí Nguyễn Văn Lưu, chủ tịch của ban nhân dân xã, chủ ban tổ chức lên trao giải cho hai đơn vị. Tiếp theo cá nhân một đồng chí Trương Thanh. Tiếp theo là cá nhân một đồng chí Trương Thanh, ba đồng chí Hồ Hoài Dế, ba đồng chí Tống Văn Nam, bốn đồng chí Chử Hồng Tuấn, năm đồng chí Tăng Bùi Thanh Tuấn, sáu đồng chí Mạc Văn Hiếu, bảy đồng chí Mạc Thị Hai, tám đồng chí Lương Tiến Liên, mười các đồng chí chúng ta liền trước mục. Ở đây ban tổ chức đã tiếp kinh người đồng chí Đoàn Thị Nhung, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phó ban tổ chức lên trao giải cho chào giải cho các cá nhân ạ. Tôi nên phát biểu bế mạc, xin trân trọng kính mời đồng chí. Đại hội thể thao xã Mường Nhé lần thứ 3 năm 2021 đã diễn ra với không khí sôi nổi, hoàn thành chương trình đề ra.
có đạt được thành tích tốt đẹp đó là nhờ sự nỗ lực chung của tất cả chúng ta. Mặc dù là các vận động viên không chuyên nhưng với tinh thần thi đấu nhiệt tình, quyết tâm đạt thành tích cao, các vận động viên đã cống hiến cho đại hội nhiều trận đấu hấp dẫn với những cuộc tranh tài quyết liệt, đầy kịch tính, hấp dẫn. Qua theo dõi các trận đấu, ban tổ chức, ban chỉ đạo đại hội nhận thấy các chiến thuật, kỹ thuật chuyên môn của các vận động viên tham gia ở nhiều nội dung thi đấu đã được nâng lên. Điều đó thể hiện sự phát triển của phong trào thể dục thể thao xã nhà. Đại hội thể dục thể thao lần này thực sự là ngày hội thể thao của sự đoàn kết, giao lưu, học hỏi của các đơn vị, nhà trường và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã. Với việc tổ chức thành công đại hội là minh chứng cho phong trào thể dục thể thao xã Mường Nhé luôn được nuôi dưỡng và ngày càng lớn mạnh. Đồng thời biểu dương các sự mạnh cộng đồng nhằm cổ vũ động viên cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục tham gia phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tại đại hội này tôi đề nghị các cơ quan đơn vị cơ sở trong thời gian tới cần thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia luyện tập, tu dưỡng, nâng cao sức khỏe, noi gương theo tinh thần của tỉnh Hồ Chí Minh trong việc rèn luyện thể dục thể thao khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Một lần nữa cho phép tôi thay mặt ban chỉ đạo, ban tổ chức đại hội xin được nhiệt liệt biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn và sự cố gắng thi đấu của các vận động viên đã phát huy tinh thần luyện tập, thi đấu nhiệt tình, tích cực, tinh thần trách nhiệm cao của trọng tài, điều khiển các trận đấu, sự cổ vũ nhiệt tình của các vận động viên đã góp phần vào thành công chung của đại hội. Và tôi mong muốn rằng chính các vận động viên thi đấu trong đại hội lần này trở về đơn vị tiếp tục sẽ là những nhân nòng cốt trong phong trào luyện tập thể thao trên địa bàn mình. Với những kết quả cụ thể đã đạt được và mục đích đại hội, tôi xin tuyên bố phía mặt đại hội thể thao xã Mường Nhé lần thứ 3 năm 2021. Cuối cùng xin chúc các quý đại biểu toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin là trân trọng hơn. Đồng chí Vi Phan Nêu, kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đoàn vận động viên, chương trình đại hội thể dục thể thao lần thứ 3 năm 2021 của xã Mường Nhé đã thành công tốt đẹp. Xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, các đoàn vận động viên sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào đại hội thể dục thể thao lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.